Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Mõ Việt Nam. Các bạn thân mến, tháng 3 năm 2019, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí PV Greenling thông báo đã ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng và các dịch vụ liên quan cho chương trình khoan của khách hàng ở ngoài khơi Vũng Tàu. Chương trình khoan dự kiến bắt đầu vào tháng 10 năm 2019 với 5 giếng chắc chắn, 1 giếng gia hạn với tổng thời gian khoảng 12 tháng. Theo kế hoạch, trong quý 3 năm 2019, toàn bộ 4 giàn khoan tự nâng thuộc sở hữu của PV Drilling đều đang phục vụ các chiến dịch khoan của khách hàng tại Malaysia. Do đó, PV Drilling sẽ thiếu giàn khoan để phục vụ cho nhu cầu khoan trong nước. PV Drilling đã thuê lại giàn khoan Hakuryu 11 của Japan Drilling, một công ty cho thuê giàn khoan tại Nhật Bản. Đây là giàn khoan tự nâng 3 chân phiên bản Super B Class do Keppel SELS Singapore sản xuất năm 2013. Giàn khoan có thể khoan đến 10.668m ở mực nước sâu tối đa 130m. Mới đây, thông tin trên website của Japan Drilling Company thông báo rằng giàn khoan tự nâng Hakuryu 11 đã bắt đầu hoạt động khoan tại ngoài khơi Vũng Tàu, Việt Nam từ ngày 19 tháng 11 dựa trên hợp đồng thầu phụ với PV Drilling. Đây là một tin vui với Việt Nam bởi mỏ sao vàng Đại Nguyệt thuộc lô dầu khí 051B và 051C, bồn Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 350 km về phía đông nam, nằm rất sát với đường 9 đoạn phi pháp của Trung Quốc. Việc triển khai giàn khoan Hakuryu 11 vừa mang lại lợi ích cho kinh tế, đất nước, vừa bác bỏ yêu sách qua đường lưỡi bò của Trung Quốc. Theo thông tin chúng tôi có được, khi triển khai giàn khoan Hakuryu 11 ngoài khơi Vũng Tàu, Việt Nam đã bố trí rất nhiều tàu tuần tra để yểm trợ. Nòng cốt là tàu kiểm ngư, với những tàu có dự trữ hành trình lớn và chuyên bám biển dài ngày, kết hợp với cảnh sát biển trang bị tàu tuần tra tốc độ cao, có thể nhanh chóng triển khai đội hình hỗ trợ. Bắc Kinh đã điều tàu tuần tra hạng nặng tới để gây áp lực, cản trở hoạt động của Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn hoàn toàn giữ thế chủ động. Trước đó, vào tháng 8 năm nay, chân đế giàn khoan nặng 14.000 tấn được kéo từ Vũng Tàu vào sáng 12 tháng 8, hoàn tất lắp đặt trong ngày 18 tháng 8 tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.